Hello anh em, chào mừng anh em đến với nhà cú. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần rồi và thời tiết cũng khá là đẹp. Vì vậy là team admin ấy, quyết định chơi một con game khá là vui nhộn, có mặt trên Steam và nó hoàn toàn là free nhá. Có cái tên đó là Subtribal X. Ngoài con Genshin Impact thì bọn mình còn chơi rất là nhiều game co-op với nhau và khá là vui nhộn. Nếu anh em nào thích thì có thể là vào trong Discord và chơi với bọn mình luôn. Link Discord mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Còn giờ thì mời anh em xem video nhá. Ôi cái này dễ lắm. Ai đoán đoán đi em chịu. Không đỡ được quả này. Dễ quá. Cái gì đấy? Bạn này là fuckboy phố Huế. Lại lại fuckboy phố Huế à? Toàn cái nhỉ. Mình nhìn cái người ra là mình ra là ai rồi đấy, nhưng mà cái từ kia là dài quá, mình chưa biết liên có hiểu liên tưởng là cái người này với cả cái hình nó vẽ cái từ kia dài vậy. Nhân viên pha chế. Game là Mình dễ chỉ là luôn bartender, mình còn đang giựt từ bartender nha. lên Nói trước lên nha, người giờ xem nha, người xem thì không được lên tiếng nha, nói rồi đấy. Mẹ chơi được phép lên tiếng, mẹ xem phải tắt mic Ôi đi, xem thì phải tắt mic, trời ơi. mẹ xem lên tiếng tí ra là mút mút mic ấy. Nói trước, nói một lần nữa mà ra mút mic. Bài mọi người á. Tải ở trên sao? Ấy nhá, trên Steam nhá, gõ cái từ subscribe buýt vào xong rồi là tải về nó cũng free đấy. Ui quả này dễ luôn, nhìn là biết quả gì luôn. Ui cuống này thì chắc chắn rồi. Ui màu đỏ nữa, thế thì càng dễ là quả gì luôn. Ôi bóng luôn, ui còn có cả bóng đổ bóng đổ ánh sáng. Ui chi tiết đấy nhỉ, quên từ khi nào vẽ đẹp đấy nhỉ, chắc là lâu luyện tay nghề, lâu là luyện giết tay nghề. tôi, dám đi nhỉ. Ai mày đừng thử thách anh Vũ ạ, khi anh mà đã nói như thế là anh phải hiểu, nhưng mà anh đang chọn người thời gian thôi. Ôi giời ơi, cái trò đơn giản. Hiểu không ta? Đạt nó chưa nảy số nữa kìa. Ôi đạt nảy số rồi, kinh quên vẽ cái bóng biết các thứ đổ bóng được cái. Trời ơi. Hay quá, hợp lý đấy. Đúng rồi. Hơi cầu kỳ một tí. Tên gì? Nhiều. nhảy câu. Mẹ tao tưởng nó mới vẽ cái cầu. Hóa ra là cái vòi nước ấy. Từ trên này mình hy sinh lần một rồi. Chịu luôn ạ. Hả? Nước vòi. Không phải à? Ấy giờ
Kinh nữa nhờ, nê giúp căng nữa nhờ. À, ha. Từ đầu là nước không ta? Từ đúng đầu rồi. Thì là xua rồi. Từ tiếp theo thôi. Từ tiếp theo này có vài cái từ đó nó hiển thị ở đây rồi. À, gì ta? Nước nhỏ. Nước nhỏ sai rồi. Nước giọt. Giọt thì là 4. Nước nhà. Đạt hết lượt quay rồi. 1, 2, 3 đạt hết lượt quay rồi. Nhà xài nước gì? À, ôi ôi. Trời ơi. Nước thì nhà, nước máy thì chỉ là nước bơm. Ồ. À, từ khó đấy, nhờ làm từ khó cho anh em phan phan tí. Trời ơi. Trời ơi. Dễ như cái nghĩa địa vậy. Sao lại cứ ngơ ngáo, bực thật. Nó không khịa mình một một ngày, nó không khịa mình, nó không chịu được ấy. Từ từ đợi đấy. Sao nào? Gì phải từ từ chứ. Ủa ông Đạt vẫn chơi nhảy số à? Mày xem thì mày biết nói là Đạt gì. Đạt nó không có tuổi thơ. Đạt nó không có tuổi thơ. Cái trò là mình đớp rồi mình em đi luôn. Gà. Thế là gà. A bằng A. AH bằng A. Nó rên đùa ấy, bực thật. Quên nó cứ khịa gì hả, khịa không. Ờ, cái trò gì đấy để... Nghe như hình học, nghe như đang học hình học vậy á. Ờ, sao nào câu cả. Cho nhé. Quay bánh xe, quay bánh xe. Được, 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 hợp lý đấy. Ai kêu trà đá? Em. Quên đánh trà đá. Rồi, một từ của họa sĩ mùa thu. Từ của một con người đến từ phố Huế. Không, mày không biết đâu, cây đa mùa thu nổi tiếng của nó cơ. Nổi tiếng lắm, video anh để chế độ. Ông Toàn có video kêu ông cắt ra đi. Ờ, nó đăng, tôi đăng lên YouTube rồi. Tôi đăng rồi, nhưng mà chế để chỗ nhưng mà nó, chế độ riêng tư, chứ công khai. Đéo hiểu cái gì. Ủa già, vậy thì lên, ông bữa lên vô gì coi đi. Quyền, ơ, sao Quyền nó lại biết nhở, khoan á. What? Ơ, tại sao tôi lại không biết? Có đi bao giờ đâu biết. À đây rồi, nghệ sĩ táo, táo còn sang bóng nữa. Đỡ nào rồi. Không, vô tình bóng đại thôi mà cũng dính luôn chứ. Bộ sao, ok, nó bất ngờ. Không, cũng nghi nghi thôi. Mình cũng nghi thôi mà đúng thiệt. Cái đéo gì đó. Vệ binh giải ngân hà, ôi. Lại anh tới. À. À đó. Ơ. Từ từ nha. Chủ đề là về nghề nghiệp và thức ăn thôi. Cái này chỉ có chủ đề về nghề nghiệp và thức ăn thôi, mọi người hãy cố gắng nhá. Chỉ có hai chủ đề thôi. Gà chữ U, cái gì vậy? Cao cu, cao cu.
Trời ơi, mình dễ mà mình còn thấy chán nữa. Kỹ thuật viên. Địt mẹ Vũ, tao nói trước mày ấy đây. Mày bây giờ là mày mút mic đi rồi đấy em ạ. Mày không cần nói nữa. Ủa bấm màu trắng rồi mà. À, cái gì ta? Địt. Tao mút mic cùng Vũ á, để mút mic cùng Vũ cho an toàn ạ. Vũ nhá, yêu cầu em mút mic nhá, ngồi xem chỉ được phép xem thôi, đoán đoán nước ngoài. Không được phép nói ra, nếu em nói ra rồi thì sẽ say goodbye với cái mic của em đấy. Tại sao Quyên đi ra mấy cái chỗ như thế nó lại vẫn chưa tưởng tượng. Quyên bao giờ đi ra những cái chỗ như thế này chưa? Hả? Nói thật. Gì? Đã bao giờ bà đi ra những cái chỗ như thế này bao giờ chưa? Đi ra những cái chỗ thế này là sao? Ờ, cái từ trên đấy đấy. Bà đó đi ra bà nhìn thấy người ta làm như thế nào mà sao bà vẽ như này? À, kể nó đi. Thật ra bà chỉ cần vẽ một số cái người ngồi sau cái bàn, không thêm mấy cái thương hiệu vào như kiểu điện máy xanh, thế giới động các thứ. Thôi rồi. Đến bắt kem là đây là họa sĩ tương lai này. Táo đổ bóng nữa như Quyên nữa, hợp lý. Đồ má này vẽ sao trời. Vẽ cứ vẽ dài anh bắt cái này nhiều có vẻ nổi đâu. Từ dài á. Có 100 năm có 190 80 giây à. Tôi vẽ được, yên tâm đi. Không cần chỉ đâu bạn, không cần chỉ đâu. Cứ vẽ thôi, đừng có chỉ vào cái chữ làm gì. Như thế nó lại dễ quá. Không được nói. Vũ ạ, mày cấm được nói. Trời Vũ ơi, em nói ông bạn nghe được mà chị có nghe được đâu. Ơi ơi, Quyên. Vũ là trẻ con đấy bạn ơi, bạn định lừa em nói nè. Đâu có lừa, ý là chị nói em là em đừng có nói, em nói nhỏ cỡ nào ông bạn cũng nghe được hết đây. Không, cái gì? Nó còn chưa nói gì luôn. Không thì mút mic ấy, admin là ra mút mic thằng Vũ lại. Ủa, tôi nghe rõ ràng. Ờ, lát thế. Nói có bị giật giật đi. Đấy là do mạng của chú ấy, bởi bộ anh là ping của anh là không à. Không mở ad trên dây à. Quyền ơi, chăm vào, chăm luyện tập thể dục thể thao vào thì mới biết được. À trời đất ơi, mẹ ơi. Trời. Đạt ơi, dạ, em mẹ là đóng gì nữa. Em béo lắm bà ạ. Em cũng lên chăm luyện tập thể dục thể thao vào. Em béo thế. Vũ nha Vũ, em đừng nói gì hết nha Vũ. Ơ, mút mic các bạn, thật. Quyền ra mút mic đâu vào. Cái này thì em cũng phải... Ơi. Chả liên quan đến thằng Vũ ở đây kìa. Cứ đổ lỗi cho em Vũ. Cái lịch sử người ta ai đi mút mic. Đấy thấy chưa? Thằng Vũ mày cho tao câu công đạo thôi là. Một người thông minh như tao để Quyền nó khịa như thế là tao cảm thấy bị xúc phạm. Có không em? Má thằng Đạt này nói chơi câu giờ là mình xuống chót bản mẹ rồi. Trời ơi. Ờ, cái nào đây? Chót bản mày sủa nha. Được. Lực cũ thôi, các bạn sủa lên đi. Lực cũ thôi. Cái này thì chúng ta cứ dùng hình để cho nó công khai. Giống như chị mở em ấy, tôi nhảy sủa không ngồi lên. Quá đơn giản. Đéo gì vậy? Quá.
màu này đi. À. Xôi ôi, trang trí quá đẹp luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp đến cái hình tiếp theo cho anh em đỡ ngược. Hết mẹ được luôn rồi. Ôi giời ơi. Nào, ta vẽ thêm một cái đi. Gần đúng rồi đó, ta đã gần được, gần đúng rồi đó. Ai? Bị nước à? Không. Không đúng. Ôi giời. Mày ống á. Kia quyền chưa chưa giờ nó ăn rồi. Con gà. Đã ơi, bảo đồ ăn kiểu mì ống thử ấy đà. Chị còn có một lần duy nhất à. Ông Ken còn toang rồi thì em không được một lần. Em hai lần em đùa chị à. Thật, đạt là sợ chó lần, hai lần. Một lần, một lần, một lần. Nào chơi đi, nhanh lên nào. Nói đi. Rồi. Thật sự là mọi người đoán không ra à? Mà khoan đã, mọi người có biết viết đúng chính tả chữ mì không ấy? Mì người, dài chẳng lẽ? Đây là mì của bánh mì nhá. Còn mì tôm là chữ khác. Xin lỗi. Trời ơi. Mọi người viết còn sai chính tả nữa thì không đỡ được luôn ấy. Ủa? Chữ mì này sai chính tả rồi. Chữ mì không. Đây là cái chữ bánh mì. Bánh mì của mọi người viết là chữ bánh mì. Còn chữ mì ấy, mì tôm, mì ống các thứ là mì y dài nhá. Đâu, đấy, ở trên bao người... bì nó vẫn là mì ngắn mà. Không phải, đó là mì dài, đúng từ điển luôn đấy. Mọi người viết sai rồi. Đúng thật cả. Chữ mì tôm hảo hảo anh sờ sờ là cái chữ mì ngắn. Đúng từ điển tiếng Việt Việt Nam, mì là y dài. Không cần biết. Vậy mà sao nó để trên cái bảng kia là mì ngắn trên. Nó sai thì nó sai chính tả. Thì đấy là do nó sai chính tả. Còn đúng từ điển tiếng Việt Việt Nam thì là mì là y dài. Ơ, chữ gì đây? Quyển gì đây? Sô cô la. Kinh đạt lâu không vẽ cũng lên tay phết nhở. Sô cô la rồi, nhưng mà là sao lại có cái này nhỉ? À. Ý. Quên đây đồ ăn, quên đây. Gì ấy nhỉ? Tôi xin lỗi bạn đi nhé. Chủ đề đồ ăn của bạn vẫn hơi kém đấy. Bánh gì ấy nhỉ? Cảm giác vô địch nó tràn về. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đéo gì đây? Mày đang làm thêm gì đấy? À biết rồi. Ôi rồi đấy, quyền chủ đề đồ ăn. Tại đây giờ bạn thôi, tại đây giờ bạn đi bán hàng thôi, mới về. Trời ơi, mình toàn nói mấy cái này là cookie không, mình đâu có bao giờ nói bánh quy đâu. Ôi rồi ôi, đấy rồi, đến họa sĩ tương lai, họa sĩ trẻ. Bây giờ mình có buông tay cái lượt này thì xua chắc kèo là mình top 1 rồi. Dễ. Buông tay đợt này là quyên xuống bếp bảng luôn. Nam sửa cái rên nhá. Ơ? Gì đây? Mất rồi.
Ấy chà. Không thoải mái. Đéo gì trời. Mở cơm điện. Cái chữ cuối là em biết tao rồi đấy. Em biết chữ cuối rồi đấy. Nhưng mà cái chữ đầu thôi. Hai chữ đầu nó hơi khoai vì chúng ta cùng xem mà họa sĩ Trương ta. Ơ cái này hôm qua mới làm xong. À ôi rồi ơi sai rồi. Đây. Gì ta? Đúng luôn. Đúng luôn. Này qua tao mới làm xong. Ôi vẫn còn lượt cuối kìa. Bác em trai hát đấy nhờ. Thôi chết rồi, tốt, tốt chắc đi rồi. Tàng ấy nhờ. Đầu cắt môi. Quả đầu, đầu cắt môi rồi. Trời đất. Nếu mình không nhầm thì cũng bị ngược. Mỗi người còn một là mỗi người còn hai lượt đúng không? Đúng không nhỉ? Quyên đoán đi xem nào. À chưa, Quyên tỉnh lắm. Đau ấy nhở. Thật sự là khó đấy. Từ đấy khó đấy. Không ai biết ra, em không biết ra luôn mà. Rồi, đây này, đây này, đây này. Viên cục kẹo. À lộn, lộn, lộn. Nhầm là, phải là. Từ. Vẽ đi bác, vẽ đi. Cái gì? Vẽ đi, 3 lần thì mình cũng phải trúng chứ. Vẽ đi, đừng, đừng có ấy bác ạ. Đừng viết. Đấy. Vất thú vị lắm. Không, em đoán 3 lần đấy, em đoán 3 lần đấy. Cái này thì không ai học lên, không biết lắm. Hồi xưa có học, đi lính có học cái trò này. Game, game gọi là game gì? Game dễ. Đẹp, 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 đẹp. Quyền. Kỉnh, đặt, đặt, kỉnh biết à. Rồi, chúng ta đã có thứ hạng. Số không thì... Đổ đây, đổ đây. Đạt đây ba. Đổ đây. Đạt ơi. Dạ. Nhà đổ anh đây. Đâu không? Ôi, chó dễ thương à. Chó chi vua vua. Video hôm nay thì kết thúc tại đây. Nếu mà bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Còn nếu mà các bạn có cái thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Ngoài ra thì bọn mình có một cái room Discord ở dưới phần mô tả. Nếu anh em nào có hứng thú chơi game với nhau thì có thể là cùng vào chơi cho vui. Cảm ơn anh em theo dõi. Chúc anh em một cuối tuần vui vẻ đây, bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn anh em trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.